Cửa hàng anh xin kính chào các bác. Hôm nay cửa hàng anh sẽ giới thiệu cho bác cái lọc xì DBX 215 hàng loại 1 nhập Trung Quốc các bác nhé. Đây này, hộp các bác nhé. Giá là 1.200.000, chưa bao gồm phí ship. Đấy, 215 này. Và đây là 231, giá là 1.500.000. Một sản phẩm giá rất là hợp lý nhưng mà đem lại chất lượng hiệu thành rất là tốt. Thì hôm nay Khánh Anh sẽ giới thiệu lại cho các bác nhé. Các bác mua hàng xin hệ số máy 0964867866 hoặc 0364791604 để gặp nhân viên bán hàng. Đấy, các bác điện thì các bác sẽ cung cấp địa chỉ cho nhân viên bán hàng và làm thủ tục mua hàng các bác nhé. Thủ tục mua hàng bên Khách Thanh thì có đặt cọc các bác nhé, đặt cọc 50.000 thẻ cào Viettel hoặc là hình thức chuyển khoản tùy các bác. Nhanh chóng thì các bác cứ mua thẻ Viettel, bác chuyển qua cho nhân viên bán hàng. Các bác yên tâm là khi chuyển thẻ qua cho bên Khách Thanh thì Khách Thanh chưa làm ngay đâu, mà cuối ngày Khách Thanh sẽ tổng hợp để bán cho khách, cho nên là các bác cứ hoàn toàn yên tâm về cái thẻ mà bác gửi, không bao giờ là sợ bị lừa các bác nhé. Các bác cung cấp thẻ cho bên Khách Thanh rồi các bác làm lại vẫn được, vẫn ok, tuy nhiên là các bác phải trả lại bằng một cái thẻ khác. Đấy, một kênh hơn 30.000 người đăng ký thì không có lý do gì để lừa các bác 50.000 các bác nhé. Đấy, các bác nhớ mang hàng ra bưu điện là phải thanh toán tiền ship rồi, cho nên là các bác thông cảm là phải đặt cọc cho nó chắc chắn. Bên Khách Thanh là cửa hàng lớn, khách hàng lớn của bưu điện, cho nên là tiền ship thì nó rất là rẻ các bác nhé. Đấy, sản phẩm này là 1.200.000. Thì khi đặt hàng, các bác đặt cọc 50.000 thì nhận hàng thanh toán 1.150.000 cộng với vài chục tiền ship thôi. Rồi, các bác lưu ý nha. Khi dùng lọc xì thì khi mà chúng ta bật cái đèn này sáng nhá thì là nó cắt lọc xì. Tức là lọc xì không có tác dụng gì cả. Bật sáng này nên là lọc xì không tác dụng gì nhá. Bật sáng này lọc xì không tác dụng gì. Đấy, tí nữa mở nhạc lớn thì em sẽ không nói đến sử dụng như này nhá. Vấn đề sử dụng. Đấy, khi mà bật đèn này sáng này thì là nó cắt lọc xì. Đấy. Đèn này tắt thì là lọc xì có tác dụng. Và hai cái này bật thì lọc xì có tác dụng bác nhá. Lọc xì thì khi dùng lọc xì ấy thì các bác sẽ được một chất âm rất là tách bạch, bass chét rất rõ ràng, rất là hay, âm thanh tươi sáng. Thế sau đây thử cho các bác nhé. Đây, chỉnh hai kênh riêng biệt. Đây, Khánh Anh đang chỉnh để như này các bác nhé. Các bác tăng, muốn tăng chét thì tăng bên này. Đấy, tăng bass thì tăng bên này. Đấy các bác thấy không? Tắt lọc xì nhá. Tắt lọc xì này.
lót gì đi các bác nhá, tiếng thì nó không không được tách bạch bát chét lắm, và khi bật lên thì tiếng rất là hay. Đọc gì nha. Bật lọc gì này. Rồi, như vậy là với số tiền là 1.200.000 các bác bỏ tiền ra mua cái lọc xì này thì đem lại chất lượng hiệu quả âm thanh rất là tốt. Đấy, các bác mua hàng thì xin liên hệ với Phát Anh nhé. Số máy mà hiện trên màn hình đấy các bác. Các bác hãy đăng ký kênh Phát Anh Store để theo dõi video sản phẩm mới nhất. Và đừng quên đăng ký kênh mới của Phát Anh là kênh khuyến mại Phát Anh Store. Kênh đó thì Khắc Anh sẽ chuyên đăng những sản phẩm khuyến mại trên đấy. Thì các bác muốn mua giảm giá, muốn mua khuyến mại thì các bác đăng ký kênh khuyến mại Khắc Anh Store là các bác được mua sản phẩm khuyến mại. Tiện thể đây giới thiệu cho các bác đẩy CA6 nha. 28 sò, giá chỉ 3.600.000. Đấy, này. Biến thế xuyến này. 8 tụ nọc này. Chỉ 3.600.000 các bác nhé. Bảo hành rất dài luôn. Bảo hành rất dài. Và loa RX 112 bát 30 nhập Trung Quốc sản xuất, nguyên thùng từ Trung Quốc về các bác nhé. Giá là 3.800.000 một cặp. Đấy, đánh rất là hay. Karaoke gia đình rất là tuyệt vời. Rồi các bác nhớ đăng ký kênh Khắc Anh Store để theo dõi video sản phẩm mới nhất, và đăng ký kênh khuyến mại Khắc Anh Store để mua sản phẩm khuyến mại. Xin cảm ơn các bác.